lên hút một hút. Là khu vực quần thể lên rộng. Ừ. Cái này hết xăng rồi. Mệt lắm rồi. Anh Bin xung phong lên trưởng đoàn lên đầu tiên. Và anh này anh gì nhờ? Anh Bin. Anh Bơ. Anh Bin, anh Bơ này, Nhất Phương là lên đầu Linh. Tiên. Linh. Lên đỉnh Tháp Ngọc đầu tiên. Hôm nay đi sao? Đây là toàn bộ khung cảnh đang bắt đầu vào hoàn thiện. Hết xăng luôn rồi. Đẹp trời một mắt. Còn một cái chùa ba sao nữa nhờ. Lên đến Tháp Ngọc rồi là lên chùa ba sao nữa. Lối lên lối xuống khác nhau mà. Lối xuống đây nè. Thôi đi xuống đây. Đây nè. Bên này làm gì có ấy. Lối xuống đây nè. Đây là lối xuống mà anh. Lối lên khác lối xuống khác. Không, người ta lối lên lối xuống khác mà, chùa kia cũng thế mà, các chùa cái đều có thế. Trời, bây giờ mình muốn